Xin chào tất cả các bạn. Hình ảnh các bạn đang xem trên video này á, ở vùng quê của mình là nó rất là phổ biến. Tại vì ở vùng quê của mình người ta trồng cam sành rất là nhiều. Như các bạn thấy hôm nay đó là lúc này dạo này á, là đã vào mùa thu hoạch cuối vụ. Để mà người ta sẽ thu hoạch xong rồi người ta sẽ xử lý cây và sẽ chuẩn bị cho ra hoa cái đợt tiếp theo. Thì có một số bạn ít khi nào thấy được những hình ảnh như thế này. Đây là những nhân công để lựa trái, rồi sẽ có một số nhân công chở ra xe tải lớn. Đó, các bạn thấy không, hình ảnh là nguyên vườn cam rất là bự, rất là mênh mông. Rất tiếc mình không có những cái thiết bị quay để gì mình quay từ trên cao cho các bạn thấy. Và đây là hình ảnh một số nhân công đang ăn cơm các bạn, và họ sẽ tạm nghỉ giải lao trong một ít. Các bạn có biết không, cam sành người ta trồng rất là dày, cho nên là khi mà hái trái thì không thể nào mà ghim sọt ra được, cho nên người ta sẽ dùng bạc để làm như là một chiếc thuyền rất là dài, các bạn thấy không? Đây là cũng một cách hữu ích, một cách nhanh để mà vận chuyển từ trong vườn ra bên ngoài để mà cân để mà chở. Còn đây là cái chiếc xuồng qua lá, thì nếu mà ít thì người ta sẽ dùng cái xuồng này. Đây các bạn thấy không? Quá trái rất là nhiều. Thường người ta sử dụng những cái chở sách như thế này để mà vận chuyển ra ngoài cho nó dễ, chứ không thể nào mà chở bằng xe máy, thì chỉ có sách này là chở nó dễ, hoặc là trong sọt thôi. Thường thì một công người ta có thể xử lý trái khoảng 10 tấn hơn, có thể là 10 tấn, 11 tấn, 12 tấn cũng không chừng. Các bạn thấy không, vườn cam sành rất là nhiều. Ở xứ mình, ở nơi mình ở thì người ta nhiều lắm. Và đây là hình ảnh khi mà cân xong, thương lái cân xong rồi thì họ sẽ cho những nhân công mà chuyên chở ra ngoài xe tải. Thì nếu một người chở dữ dội có thể chở một lần như vậy là 4 sọt. Ở sau 3 sọt và ở trước 1 sọt, như vậy tính trung bình mỗi sọt khoảng 40 kg, 50 kg. Thì các bạn thấy 4 sọt nhẹ là bao nhiêu ký rồi. Lái xe rất là giỏi đó. Tại vì thường thường ở trong vườn thì đa số là đường nhỏ như thế này. Muốn mà đem lên xe lớn thì phải vận chuyển nhỏ lẻ như thế này. Thì những cái nhân công này có tay lái rất là cứng, mà có khi cũng rất là nguy hiểm, có khi họ té một vỏ sách thế này là khoảng 40 kg, thì cũng là chở một lần 160 kg luôn đó các bạn. Rất là kỹ thuật. Nếu như những bạn mà ở vùng nông thôn, ở gần nơi chỗ mình sinh sống, thì sẽ những hình ảnh này thì nó rất là bình thường, hầu như là diễn ra mỗi ngày. Còn đối với một số bạn ở những cái vùng khác, những tỉnh thành khác, thì sẽ ít khi nào mà được thấy những cái hình ảnh như thế này. Nếu như các bạn có dịp nào đó thì cứ đi ngang vùng quê của mình, các bạn sẽ thấy. Đó, có người ta sẽ chở những cái sọt như thế này đó, các bạn thấy không? Khi mà người ta vận chuyển bằng cái tấm bạc như thế này, người ta làm như một cái chiếc thuyền rất là dài. Thì khi mà từ trong vườn mà vận chuyển ra ngoài nó cũng rất là nhanh, nó rất là hiệu quả. Nếu như mà để trong vườn như vậy luôn thì phải cần ít nhất 2 người gánh, là có thể là gánh 2 sọt một lần, nhưng mà nó sẽ rất là khó đi, tại vì cái cam nó rất là lùn, đi mình không có đứng thẳng được. Cho nên cũng có những phương cách mà những cái mà sáng tạo để mà
giúp cho công việc nó hiệu quả hơn, các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Đây cũng là một 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 cái sáng tạo của nhà vườn đấy các bạn, của một số thương lái vô mua thu mua đấy các bạn. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này nhé. Nếu các bạn thích thì hãy vui lòng ủng hộ mình ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn nhé.